Chào các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong cái bài 10 này. Bài 10 này sẽ liên quan đến Dune 2, sẽ liên quan đến ghép xương, làm chuyển động cho nhân vật trong After Effects. Thì các bạn cũng đã biết, để làm được cái chuyển động của nhân vật thì chúng ta cần phải có một cái file thiết kế. Thì cái công việc của các bạn đó là như thế nào? Công việc của các bạn đó là phải bóc tách từng bộ phận, từng layout ra của nhân vật chủ thể của chúng ta. Thì các bạn cố gắng là để ý này, trên màn hình của các bạn là một cái nhân vật, được chưa? Thì các bạn cố gắng để ý này, tất cả các bộ phận của nhân vật này đã được bóc tách, được chưa? Mắt có hai trạng thái mắt, một là mắt mở, hai là gì đây, mắt đóng, được chưa? Thì chúng ta cũng phải có layer tách ra từng bộ phận. Đấy là một trong những cái mà các bạn cần thiết và cơ bản nhất trong cái việc ghép xương. Tại vì hiển nhiên các bạn cũng nhìn trên cơ thể người của chúng ta biểu hiện khác nhau, đúng không? Trạng thái khác nhau. Vì thế từng trạng thái thành một cái layer, và cái công việc của các bạn đó là liên kết, được chưa? Liên kết qua sợi chỉ Perlink, được chưa? Thì các bạn cũng phải thiết kế ra một cái con người thì cũng phải có đầy đủ các bộ phận chân tay, khớp chân và khớp tay. Thì các bạn có thể để ý tất cả các bộ phận, kể cả là giày này, được chưa? Kể cả là đụng quần này thì cũng phải bóc tách ra, được chưa? Vì thế các bạn cần tuân thủ những lưu ý cho cái ghép xương của nhân vật. Vì thế các bạn cần làm mẫu thiết kế nó chỉnh chu, xem và chúng ta có thể học tập để thiết kế ra được một cái nhân vật với đầy đủ từng bộ phận được bóc tách, được chưa? Sau khi mà các bạn đã có mẫu xong rồi thì các bạn sẽ bật cửa sổ After Effects. Thì đây là một trong những cửa sổ quen thuộc, phải không? Thì các bạn sẽ cho cái file của các bạn, sau khi mà các bạn đã bật cửa sổ After Effects lên, và các bạn sẽ cho cái file này vào. Thì trong này tôi đã cho cái file vào rồi nhé. Thì công việc của các bạn đó là như thế nào? Các bạn sẽ phải làm chuyển động bằng cái công cụ Dune 2. Thì tính năng của Dune 2 thì các bạn cũng đã được xem clip của nước ngoài hướng dẫn cho các bạn rồi. Nhưng tôi phải nói rằng là hôm nay rất là mệt, nhưng sẽ làm bài hướng dẫn cho các bạn. Các bạn sẽ có một cái món quà bất ngờ, và hy vọng các bạn phải cố gắng hơn rất nhiều để được có những cái tác phẩm hay nhất và chỉnh chu nhất nhé. Thì chúng ta sẽ bắt đầu những cái công đoạn sau. Đầu tiên cho xuống, video xuống. Các bạn nhấn size cho đúng vào kích thước mà chúng ta đang mong muốn, được chưa? Sau khi mà chúng ta đã mong muốn rồi, tạo ra cho tôi một cái solid. Và chúng ta sẽ đi là back. Back này thì các bạn đổi màu. Chưa? Đổi màu xong thì các bạn kéo xuống này. Sau khi mà các bạn đã làm xong rồi thì các bạn có thể vào bên trong. Thì công việc của chúng ta là như thế nào? Công việc của chúng ta sẽ phải thiết lập ra những cái vị trí mà chúng ta cần làm, được chưa? Thì tôi sẽ cho khoảng tầm 10 giây thôi, để chúng ta dễ dàng quản lý, như là dễ dàng thấy được những cái thuận lợi trong những cái phần mềm này. Và chúng ta sẽ phải cho cái ô này to ra một chút này, được chưa? Sau khi mà làm xong ấy, thì công việc của chúng ta là như thế nào? Công việc của chúng ta là sẽ phải tìm những cái sợi chỉ liên kết của phần mềm này, và chúng ta phải link pedal cho nó, để các cái khớp tay, khớp chân, cổ chân và giày được liên kết với nhau, được chưa? Thì công việc tiếp theo của các bạn đó là như thế nào? Bật vào đây nhá, để cho cái gì? Để cho cái gif này nó hiện thị này. Rồi, công việc tiếp theo của chúng ta sẽ phải tìm những cái đối tượng mà chúng ta định làm. Thì các bạn cố gắng là để ý này, trên này nó có một cái cửa sổ, được chưa? Cái ô chấm này là hiển thị những cái icon. Được rồi, thì chúng ta sẽ để ý, bước 1 sẽ chụp con trỏ vào cái đối tượng mà chúng ta cần làm, đó là vị trí số 4. Và cái 4 này là ống quần, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm đầu tiên là cái giày, được chưa? Sau khi làm cái giày xong, các bạn cố gắng này, để ý này, cái thằng này này, được chưa? Thì các bạn sẽ kéo cái thằng này vào những cái vị trí mà liên kết với lại cái đối tượng thứ hai. Nhớ nhá, chỏ con chuột vào cái vị trí mà chúng ta cần link barrel. Đây là một trong những cái bước quan trọng, thì các bạn cần lưu ý là các
các bạn cần phải ấn cái cửa sổ này, được chưa? Nó là pen, được chưa? Pen tool, viết tắt là V, nhận liên kết cho cái thằng cửa sổ đun 2 của chúng ta, được chưa? Bộ login đấy thì các bạn đã download được rồi đúng không? Các bạn cố gắng là chịu khó nghe, tôi sẽ giảng một cách kỹ càng cho các bạn, được chưa? Sau khi mà các bạn ấn xong rồi ấy thì các bạn tắt đi này, bật cái cửa sổ thứ hai lên này, được chưa? Cái quần này, và các bạn nhớ này, nó sẽ có cái điểm giữa thì các bạn sẽ kéo cái thằng này vào cái vị trí đầu, phần đầu ấy. Tiếp theo này, bật lên này, ấn cái gì số 3 này, bật thằng này này, nó sẽ hiển thị này. Thì công việc của các bạn đó là sẽ phải kéo cái điểm giữa này vào những cái điểm đầu để liên kết với lại cái đối tượng tiếp theo của các bạn, được chưa? Sau khi mà các bạn đã dùng cái công cụ pan này, được chưa? Công cụ pan này mà đã tạo ra những cái đường liên kết để cho thằng đun nó nhận ấy, thì các bạn làm tiếp những cái thằng vị trí giày tiếp theo thì các bạn cứ bật cái tính năng này lên này, được chưa? Và các bạn bật cái thằng số 3 này, thằng số 3 này nó sẽ là chân bên phải của chúng ta, thì các bạn lại bật ở đây, tìm đến cái chỗ này và các bạn kéo thôi, cố gắng là kéo nó gần đến cái đoạn đầu giáp danh với lại cái vị trí tiếp theo của chúng ta, được chưa? Số 33 này. Và các bạn cứ cố gắng là làm chuẩn nhất, được chưa? Làm chuẩn nhất vào cái thằng 33 nữa này. Thì vì sao mà khi mà chúng ta đã có cái bản thiết kế Photoshop hoặc AI chuẩn thì chúng ta làm việc một cách rất là nhanh chóng, được chưa? Rồi sau khi mà các bạn đã làm xong cái hai cái cẳng chân này rồi đúng không? Và giày này đúng không? Thì các bạn sẽ làm tiếp cái thằng gì? Chúng ta sẽ làm vị trí số 2 trước này. Chúng ta sẽ làm lần lượt từng bộ phận một nhé các bạn nhé. Cố gắng là các bạn cần làm ở đây là gì? Tất cả các bộ phận, được chưa? Đều phải thông qua cái bước này. Nó rất là quan trọng. Nó cũng giống như là những cái bài tập mà tôi gửi cho các bạn. Nó có liên quan đến nhau. Và các bạn sẽ phải làm trình tự, được chưa? Sau khi làm xong thì bật lên này, làm tiếp với thằng số 1 này, được chưa? Công việc của bạn nó chỉ như vậy thôi. Đó, công việc ở cái giai đoạn này nó chỉ như vậy thôi, được chưa? Số 1 tiếp này, số 2 này. Đó, và các bạn bật toàn layer nào làm thì các bạn cố gắng là bật layer đấy để cho nó chuẩn nhất cái sợi dây liên kết cho cái thằng đuôi kia nó sẽ nhận ra cho các bạn, được chưa? Và cố gắng là làm chậm thôi, làm chậm chắc. Rồi, sau khi mà các bạn đã làm xong cánh tay xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ làm tiếp cái thằng body và chúng ta cũng kéo xuống bên dưới này. Và các bạn cố gắng nhé, bạn kéo quá là không được đâu, được chưa? Kéo vừa tầm thôi, gần liên kết thôi, được chưa? Rồi, sau khi mà các bạn đã làm xong cái thằng body này rồi thì chúng ta sẽ chuyển xuống body 2. Thì cái body 2 này nó là một cái vòng tròn đúng không? Thì các bạn cố gắng là cái điểm ở liên quan đến nó ấy, đừng làm xuống dưới để cho cái tỷ lệ của liên quan đến chân nữa, được chưa? Như tôi nghĩ là như thế này là hợp lý này, được chưa? Sau khi làm xong ấy thì chúng ta sẽ bật lên này. Và công việc tiếp theo của bạn đó là gì? Công việc tiếp theo của bạn đó là battling cho nó này, từ cái thằng vị trí số 4, được chưa? Chúng ta sẽ dùng sợi chỉ liên kết với thằng số 44 này, từ thằng số 44 liên kết thằng 44 này, được chưa? 3 liên kết với 3 này, được chưa? Và từ 33 này liên kết với lại 33 tiếp này, được chưa? Số 2 các bạn lại liên kết tiếp với lại 22, và từ 22 này liên kết với lại 3 con 2. Các bạn cố gắng nhớ các vị trí số nhé, nó rất là quan trọng với ta đấy. Thì cái thằng số 1 này là cái ngón tay của bạn này, sẽ liên kết với thằng 22 này và tầng 22 này nhé, được chưa? Cái thằng này là thằng 33 đúng không? Đợi chút này. Và các bạn nhớ là kiểm tra kỹ nhé. Này tôi sẽ ghi là ba ba này, sửa lại một chút, được chưa? Thằng 22 đâu? Thằng 22 là thằng này. Thằng 22 rồi nhé. Thì cái thằng 1 này sẽ liên kết với thằng 22 và thằng 22 này sẽ liên kết thằng 33 này. Ok, dễ phải không các bạn, đúng không? Sau khi mà các bạn đã liên kết các bộ phận tay với lại cái gì, với lại cái body của chúng ta, thì chúng ta sẽ đến phần chân.
phần chân thì chúng ta sẽ phải liên kết với lại body 2 của chúng ta, đó là cái từ eo ấy trở về xuống, được chưa? Thì chúng ta sẽ tìm phần body 2 này là cái gì, được chưa? Cái hình tròn này đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm phần 44 với lại phần 33, các bạn ấn tổ phím và control này, được chưa? Và các bạn bật lên này, được chưa? Là hai cái thằng chân, hai thằng chân này thì các bạn sẽ liên kết với thằng body này. Thì khi mà các bạn đã liên kết thằng body xong ấy, các bạn ấn V đây này, các bạn nhìn thấy không, nó sẽ liên kết với nhau rồi. Về phần body trên, được chưa, liên kết với tay với hai tay đó. Thì đây là một trong những cái mà các bạn cần thiết để chúng ta tạo ra cái sự chuyển động tiếp theo, là liên quan đến bộ lock in mà tôi cho các bạn đấy, là Dune 2 đấy. Rồi sau khi mà các bạn đã link ở phần dưới xong rồi thì chúng ta sẽ trở ngược lại cái phần cổ, từ cổ lên đỉnh đầu, được chưa? Đó là chính là cái thằng hớt. Thằng hớt này thì nó sẽ liên quan đến thằng body, được chưa? Sau khi body xong thì các bạn để ý này, nó có mắt này, được chưa? Thì các bạn ấn shift này, mũi này, nose này, mắt này và môi này, thì các bạn link cho thằng hớt, được chưa? Thì việc tất cả các chi tiết trên mặt ấy nó phải liên quan đến mặt, ok. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ group tất cả các bộ phận hớt này, tạo ra một cái form ghi là hớt, được chưa? Và ấn ok. Tạo xong hớt thì các bạn link cái thằng này với lại cái thằng body, ok chưa? Rồi, quá trình link chúng ta làm chậm chậm thôi nhưng mà chắc nhá. Ok, sau khi mà các bạn đã link cái thằng hớt này với lại body thì công việc chúng ta sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ phải làm kỹ cho cái thằng hớt này, được chưa? Hớt này, bộ phận bên trong của các bạn, để cho nó chỉ lấy được cái khung về cái phần trên này thôi. Tiếp theo các bạn sẽ vào chụp này. Khi mà các bạn đã chụp xong rồi ấy thì các bạn vào ấn xong vào cái cửa sổ hớt này thì các bạn bật cho tôi cái tính năng này đi. Được chưa? Bật xong thì các bạn quét này. Quét đúng cái vùng mặt của đối tượng thôi. Ok, xong chưa? Sau khi quét xong ấy, các bạn vào đâu? Các bạn vào com, crop, được chưa? Crop cái com đấy và ấn trở ngược lại này. Quay trở ngược lại này. Rồi, quay trở ngược lại thì các bạn kéo cái thằng này lên trên cái chỗ vị trí ban đầu. Cố gắng là làm chuẩn nhất có thể nhé. Rồi, đã ghép xong rồi thì các bạn cố gắng ấn vào đây này để cho nó link trở ngược lại cái hình đầu tiên của chúng ta nhé. Rồi, sau rồi thì chúng ta lại bắt đầu chọn vào nó này, đến cái đối tượng mà chúng ta cần pan này, đến cái chỗ vị trí cổ này, được chưa? Gần cổ ấy, giáp ranh giữa cổ với lại gương mặt của chúng ta, được chưa? Đã xong cái thằng hớt này rồi ấy, thì chúng ta link lại một lần nữa này, thằng body này. Ok, công việc ghép xương, link battle cho tất cả bộ phận, quá trình đã làm ra rồi, đã làm xong rồi. Cái quá trình vừa rồi ấy mới chỉ battle link cho nó thôi, nhận tất cả các bộ phận vào tất cả các khớp, được chưa? Và công việc tiếp theo của bạn là bật Windows này, kéo xuống cửa sổ xuống cái thanh Windows của chúng ta và tìm cái Dune 2. Đây là cái bảng Dune 2. Rồi, tôi sẽ cho nhỏ đi một chút này. Ok. Rồi, công việc tiếp theo này, chúng ta sẽ ghép xương, được chưa? Công đoạn này mới là công đoạn chính này. Công đoạn vừa rồi mới chỉ là phụ thôi, được chưa? Nhưng nó rất là quan trọng nha. Nếu mà các bạn không làm trình tự theo các bước vừa rồi thầy làm ấy, thì cái quá trình của chúng ta nó sẽ xảy ra là cái đối tượng của chúng ta nó sẽ không ghép được xương đâu. Vì thế là các bạn xem đi xem lại cái đoạn vừa rồi thầy đã battling cho nó và liên kết tất cả các bộ phận body 2 hay là body cho các đối tượng, được chưa? Ok chưa? Chúng ta sẽ bật ba cái thằng ba thằng 4 này, hai con 4 và ba con 4. Chúng ta sẽ vào đây, vào cái giữa này và auto ring, được chưa? Rồi, quá trình ghép xương ở cái cẳng chân này đã xong rồi thì các bạn có thể kéo này, được chưa? Đó, các bạn nhìn thấy hay không? Nó đã khớp với nhau rồi đấy. Ok, sau khi khép xong cái chân này rồi xong thì nó sẽ hiển thị đây là C gạch thẳng, được chưa? Là C chân đấy, ok chưa?
Tiếp tục chúng ta lại ghép chân thứ hai, đó là vị trí số 3. À, vị trí số 3 chúng ta lại auto ring. À, được chưa? Nhìn này. À, khớp này, đưa lên này, hạ xuống này. À, ok chưa? Và các bạn cố gắng là trong cái quá trình làm ấy, các bạn ấn Ctrl S cho thầy nhá. Để cho cái gì? Để cho cái thao tác của chúng ta được xếp vào cái ổ mà chúng ta mong muốn. Tránh trường hợp là các bạn làm xong máy các bạn đơ ấy, mất đi những cái thao tác của chúng ta nhá. Nhớ cho thầy là như thế. Rồi sau khi mà các bạn đã ghép xong chân xong rồi ấy, thì các bạn nó sẽ có ký hiệu là chân C gạch ngang 2. Đấy, đó là chân 2. Và hiển nhiên là cái phần của chúng ta nó sẽ hay hơn. Các bạn nhìn này, thân dưới này, được chưa? Và chúng ta sẽ làm chân thì hai cái thằng chân này đúng không? Các bạn bật cửa sổ lên này. Và cố gắng là chúng ta sẽ bật từng thằng lên, được chưa? Transform này. Và cái thằng C2 này cũng bật transform này. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ key đúng không? Thì tôi sẽ đánh vị trí là 1 này. Vị trí số 2 là 2 này. Vị trí số 3 sẽ là 3 này. À, chúng ta sẽ đánh dấu điểm nhá. Vị trí 4 này. Vị trí số 5 này. Vị trí số 6 này. Ok, 6 điểm thôi. À, qua trường ngược lại cái vị trí số 1 này. À, và các bạn cố gắng là ví dụ nhấc chân ra này. Được chưa? Và chúng ta sẽ đánh dấu cái điểm position này. À, ví dụ thằng C2 đúng không? Thì các bạn có thể ấn nút B này. Cái thằng C này còn B này. Đấy, thì cho nó ngắn lại cái timeline của chúng ta. Tại hai cái vị trí này thì chúng ta sẽ đặt điểm key này. Được chưa? Đặt điểm key position. Rồi, sau mà các bạn key xong ấy, các bạn zoom một chút này. Và các bạn sẽ key này. Tại vị trí chân này. Được chưa? Chân thì các bạn kéo này. Kéo vừa thôi nha. Rồi, à, vị trí chân 2 các bạn kéo dịch lên trên này. Là bước chân ấy. À. Cố gắng là nó đều nhau một chút thì cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Được chưa? Rồi. Sau khi chân xong thì các bạn kéo về nửa giây này. Được chưa? Một giây này. Đó. Và các bạn zoom rộng ra một chút. Kéo về nửa giây thôi. Hành động của chúng ta sẽ phải nhanh một chút. Được chưa? Và các bạn kéo về nửa giây này. Số 3 các bạn điều chỉnh về một giây này. Được chưa? Đến cái vị trí 1 giây này, à 2, vị trí số 2 nhé. Tại vị trí số 2 này thì các bạn sẽ kéo cái thằng chân về lại vị trí số này này. Được chưa? Và cái tại vị trí chân các bạn lại kéo về vị trí này này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái hành động. Đó, chúng ta đưa về. Được chưa? Đang đi, đưa về này. Được chưa? Đang đi, đưa về. Ok, tại vị trí số 3. Chúng ta cố gắng là zoom rộng cái thằng timeline này nhé. Rồi, tại vị trí số 3 thì các bạn copy này. Cái thằng chân 2 này, Ctrl V này. Thằng chân chân này, Ctrl V này. Và các bạn xem lại này. Nó sẽ lặp lại cái hành động của các bạn. Nhưng mà các bạn cố gắng là để ý này. Cái này nó đang bị sai một chút này. Các bạn kéo lại cho nó đều nhau này. Đó. Sau khi mà các bạn ấn vị trí số 3 xong rồi thì chúng ta sẽ có hành động như thế này. Được chưa? Thì cái hành động của chúng ta khá mượt mà rồi. Nhưng mà để mượt mà hơn thì các bạn lại quay trở ngược lại những cái thầy đã dạy ở cả bài lab 2, lab 3, lab 4 ấy. Sau khi hành động kết thúc thì các bạn nhớ là ấn thủ F9 đúng không? E gì này. Thì hành động của chúng ta nó sẽ mượt mà hơn. Hoặc là các bạn có thể đã bật cái chỗ này lên để các xem hành động của chúng ta này. Được chưa? Nếu mà nó chưa đều nhau ấy thì các bạn có thể kéo dịch lên một chút để cho cái hành động nó sẽ đều nhau hơn. Đó. Ok chưa? Kéo xong thì chúng ta ấn trở ngược lại này. Sau khi mà hành động của chúng ta kết thúc rồi, à, được chưa? Thì các bạn zoom rộng ra này, cái đường timeline và đã ấn vị trí giữa này. Chúng ta sẽ chỉ vào cái chân này. Và nhớ này, đoạn này nó sẽ kéo chân lên một chút này. Được chưa? Một chút thôi. Đó, kéo như này là đẹp này. Ok chưa? Nó sẽ có cái động tác mượt mà hơn, nhấc chân lên. Được chưa? Và các bạn cố gắng này. Nếu mà nhấc chân ở bên chân rồi thì các bạn hành động lặp lại ở cái chân sau, à, nó ở giữa nó gần giống nhau như này, thì các bạn trỏ con chuột rồi số 2 này, các bạn kéo này, kéo lên một chút này, được chưa? Thì đầu gối nó sẽ như thế nào?
đang đang bước đúng không, thì nó phải có cái độ điểm rơi của bước chân nhấc lên đúng không, và thả chân xuống được chưa? Đó, ok chưa? Sau khi mà làm xong đến đây rồi thì tôi thấy thumbnail nó dài quá này, tôi sẽ ngắn lại một chút để cho cái hành động nó lặp lại đi lặp lại cho các bạn xem nó dễ hơn này, được chưa? Các bạn xem này, đó, hành động của chúng ta nó khá là mượt mà trên đôi chân đúng không? Đến cái đoạn này ấy, thì các bạn để ý này, cái giày của chúng ta ấy, nó đang đi theo một đường thẳng, quỹ đạo nó đang đi theo một đường thẳng, nó chưa có sự mềm mại. Ví dụ như chúng ta bước chân ấy, thì chân của chúng ta phải cong đúng không? Cái giày của chúng ta cũng như thế. Thì các bạn cần để ý cho cái thằng vị trí C này, các bạn ấn phím R này. Đó là chính là cái thằng rotation này của chúng ta đấy. Đó, hiểu chưa? Hoặc là các bạn kéo xuống này, thằng rotation đâu? Đây, được chưa? Ở cái vị trí đầu tiên này thì các bạn ấn một cái điểm key này. Tại cái điểm giữa cái đoạn này vừa rồi ấy, thì các bạn ấn cho nó chúc mũi giày xuống một chút này. Được chưa? Rồi, sau tiếp. Rồi, đến cái vị trí này thì các bạn lại cho nó ngang ra này. Đó. Được chưa? Rồi, đến cái thằng này. Đến cái thằng đầu tiên này. Được chưa? Các bạn đã thấy là nó có nó theo cái quỹ đạo của bước chân ấy, nó làm cho cái chân của chúng ta nó có giai điệu hơn đúng không? Đây nó bước lên trên này, được chưa? Một chỗ này nó cao thêm một chút nữa đi. Đó, vậy nó mượt hơn. Đó, thì chân nó sẽ phải có cái quỹ đạo của chân bước đi. Tiếp theo, sau khi mà các bạn xử lý cái thằng chân rồi, theo cái quỹ đạo của bước chân rồi và chúng ta sẽ xử lý cái thằng chân 2 thì các bạn ấn phím R nhé. Phím R này. R cửa sổ. Rồi hoặc là các bạn bật cửa sổ đây. À, rotation tới cái vị trí gì? Ví dụ như là nó đang bước chân này. Ok, tới vị đây ấn. Rồi, xong tiếp theo. Quỹ đạo của chân như thế nào? Nó bước như thế này đúng không? Rồi, xong là các bạn có thể có ngay cái thằng này được. Đầu tiên là các bạn nhả về này. Được chưa? Ok, các bạn nhả này. Đây. Được chưa? Thì nó theo theo một cái quỹ đạo nhấc chân lên này, xoay này. Cho cao một chút nữa. Ok, xoay này. Và hạ xuống này. Đó, theo một cái quỹ đạo nhất định. Sau khi mà các bạn làm xong ấy, tất cả thao tác ấy, thì các bạn nhớ là ấn E gì cho thầy nhá. Được chưa? Đó, công việc này vô cùng quan trọng. Công việc tiếp theo của bạn đó là gì? Công việc tiếp theo của bạn đó là tay. Sau khi mà các bạn đã làm xong mấy thằng kia xong rồi ấy, thì công việc tiếp theo của chúng ta đó là làm tay. Cái động tác này rất là quan trọng. Thì các bạn ấn key này, các bạn điều khiển cái tay này, ví dụ như tay như thế này đúng không, bước chân đúng không, bước theo chân đúng không, keyframe này, đến vị trí số 2 này, trở về trước này. Đó, xong rồi đến vị trí số 3 này, vung tay này. Rồi, các bạn xem lại. Đó, ok, nó sẽ theo cái động tác của người đi đúng không. Làm xong này, cố gắng là ấn F9 này, EZ này. Sau khi mà các bạn đã làm tay phải xong rồi thì các bạn sẽ làm tay trái, đó là cái thằng 22 này, được chưa? Thì các bạn ấn position này, các bạn xem cái động tác tay nó như nào, trùng tay nhau đúng không? Thì các bạn sẽ cho nó vào phía sau này, được chưa? Và tiếp nó vung này thì trở về vị trí đầu tiên, ấn Ctrl C này, Ctrl V này. Có một cái điều mà các bạn cần quan tâm là thằng tay này đang bị vào quần đúng không? Với lại thằng số 2 và kéo vào vị trí cuối cùng. Được chưa? Thì nó sẽ như này. Đó. Các bạn bật cửa sổ 22 lên và các bạn sẽ e gì? Được chưa? Nó sẽ vung tay vung chân cho các bạn. Đó, người nó sẽ ở tay nọ chân kia mà các bạn, đúng không? Được chưa? Sau khi mà các bạn đã ấn tay xong rồi ấy, thì các bạn đã để ý này, cái ngón tay ấy, ngón tay nó chỉ theo một chiều thôi đúng không? Được chưa? Nó không có sự kiểu vung tay vung chân mà đúng không? Sự mềm mại của tay đúng không?
chân nó cũng sự một mẹ của chân rồi thì để đến tay, ngón tay đó là vị trí số số 2. Đúng chưa? Thì các bạn ấn R cũng được nhá. Rotation các bạn key nhá, là một mục key này. Các bạn về đây này. Các bạn có thể là cho nó hơi vuông một tí chẳng hạn đúng không? Đến đoạn này nó sẽ vuông lên trên chẳng hạn đúng không? Về vị trí đầu này sẽ vuông lên trên. Nó sẽ hơi đong đưa một chút được chưa? Đó. Hoặc là đến vị trí giữa này sẽ vẩy lên trên đấy, hơi quá đà một tí đấy. Được chưa? Nó có những cái phản xạ của đôi tay. Sau khi mà các bạn xong thì các bạn ấn sổ to của sổ lên cũng được. Các bạn quét vào nó này. Rồi các bạn sẽ nghe gì này. Được chưa? Tiếp theo cái tay phải đã làm xong rồi, chúng ta sẽ làm tay trái. Tay trái nó là gì? Tay trái nó là 3 đúng không? Đó. Các bạn có thể bật xem là tay trái là 1 đúng không? À, tay trái là 1. Thì các bạn ấn phím R chưa? Khi đầu vung tay này. Đấy. Vị trí số 2 này, trả ngược về này. Đó. Đến vị trí đầu tiên thì các bạn lại căn về này. À, nó sẽ vung tay cho các bạn. À, vung tay ra. Đấy, sau khi mà ấn xong ấy, thì các bạn nhớ là xong cái phần tay xong rồi thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái khớp tay. Khớp tay là cái khớp cổ tay của chúng ta này. À, cho nó đẹp hơn. Khớp tay thì khớp tay đầu tiên. Tại cái điểm này ấy, thì các bạn cần key cho hai cái rotation này. Các bạn key thêm một chút thôi. Rồi, và các bạn trở ngược lại này, bật lại cái position này, các bạn key ngược lại này. Và các bạn điều chỉnh lại một chút này. Cái điểm đầu và cái điểm cuối này, cho nó đẹp hơn, được chưa? Trở thành một cái trục nhé. Đây, bên trên này sẽ hơi rotation một chút này. Đó. Và position này. Position này. Các bạn nhớ là kéo dịch xuống dưới này, ấn sát vào nó cũng được. Và các bạn xem này, nó sẽ thay đổi một chút, nó sẽ tỷ lệ cong, nó cong một chút. Đó. Cho nó vừa phải thôi, sẽ hơi cong một chút. Đoạn này này sẽ phải copy lại, copy đoạn đầu này đến vị trí số 3 này, chấm V này, nó sẽ hơi vung một chút. Đó. Đong đưa một chút thì rụt tay. Sau khi mà các bạn đã làm tay xong rồi ấy, thì công việc tiếp theo của bạn đó là làm cái gì nữa? Làm cái đầu, được chưa? Làm cái đầu của đối chúng ta đó là cái thằng hớp này. Và các bạn ấn phím R này, key cho nó một cái điểm đầu. Đó, mặt lên trời chẳng hạn đúng không? Đó. Mặt lên trời này. Điểm sau này. Nhìn xuống dưới này. Đó. Sau rồi quay trở ngược lại cái điểm đầu này. Nhìn lên trên này. Được chưa? Sẽ hơi đong đưa một chút. Đó. Ok. Đấy là hớt nhá. Rồi. Tiếp. Thì sau khi mà các bạn key xong ấy, các bạn key xong tất cả các điểm rồi thì các bạn phải quét vào nó này. Bắt buộc các bạn phải quét vào nó và ấn F9 này. Kể cả cái thằng hớt này cũng thế, các bạn mở cửa sổ ra này. Và các bạn ấn này. Được chưa? Sau khi mà các bạn key xong cổ xong rồi ấy, tôi muốn thêm một cái tiểu xảo nữa là cho cái rotation này, điểm đầu này, điểm cuối nhìn xuống đúng không? Nó hơi chúc một xuống này, xong rồi trở về cái điểm đầu này. Đó, Ctrl C, Ctrl V này. Và quét vào nó này, F9. Chúng ta xem lại này. Nó sẽ có hơi độ dơ, được chưa? Khi mà các bạn đã làm cổ xong rồi ấy, nó cũng khá là ok rồi đấy. Thì các bạn làm thêm về phần hớt này, thì các bạn để ý này, trong cái phần hớt này ấy, nó sẽ có mắt đúng không? Các bạn không thể để mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào khán giả được chưa? Các bạn ấn vào mắt mở đúng không? Ví dụ như là các bạn muốn cho là không phẩy mấy giây chẳng hạn đúng không? Đây tôi cho 0.1 giây chẳng hạn đúng không? Các bạn ấn vào đúng cái điểm mà chúng ta cần cắt và ấn edit này, vào shift layer được chưa? Shift layer được chưa? Thì nó sẽ cắt cho bạn cái điểm mà chúng ta cần làm. Và chúng ta sẽ xóa cái điểm đi.
một giây thì tôi thấy là nó đang bị nhiều quá, chúng ta sẽ kéo lại không phải bao nhiêu giây chẳng hạn, đúng không? Ctrl C này, đến cái đoạn này thêm này, được chưa? Ctrl D này, chúng ta kéo những cái điểm chúng ta mong muốn là nó sẽ hiển thị ở đâu, chúng ta sẽ Ctrl C thôi. Đó, 3 giây này đúng không? Nó sẽ chuyển động cho các bạn là nhắm này, mở, nhắm này, mở, nhắm này, ok. Rồi, các bạn back lại này. Rồi, điểm đầu này. Đó, người mà thì nó đi, nhìn đi đường nó phải nhìn cuộc sống các thứ đúng không? Sau khi mà các bạn làm xong ấy thì các bạn có thể xem lại, chỉnh lại một số cái thông tin, ví dụ như là cho mở mắt xong rồi đóng mắt chẳng hạn, đúng không? Đúng chưa? Thì các bạn sẽ làm liên tục lại cho tôi như thế. Làm xong thì các bạn sẽ out ra cái file chính của chúng ta và chúng ta xem lại cái sản phẩm của chúng ta out ra này. Đó. Chúng ta xem lại từ đầu tác phẩm của chúng ta. Và chúng tôi có thể là làm thêm những cái thú vị hơn, thì đây là một trong những cái bài tập ghép xương cho nhân vật, một trong những cái bài tập mà các bạn rất cần, đúng không? Thì hôm nay hơi mệt nhưng cố gắng là sẽ làm cho các bạn tốt nhất, được chưa? Để các bạn thực hành nó và triển khai những cái dự án của các bạn nhé. Thì đây là một trong những cái bài rất là thú vị liên quan đến cái tác phẩm của chúng ta. Nhưng để làm trọn vẹn ra cái tác phẩm đó thì các bạn cần lưu ý là cái layer của chúng ta ấy bắt buộc phải bóc tách ra từng bộ phận, được chưa? Và khi sau mà các bạn bóc tách ra từng bộ phận ấy thì các bạn paddling này, các bạn sử dụng những cái công cụ về auto gain này trong Dune 2 này, nó thuận lợi hơn. Và nếu mà các bạn cảm thấy hay, được chưa, bài học bổ ích, hãy comment, được chưa, comment tương tác nhiều đi. Chính comment tương tác của các bạn, yêu cầu của các bạn, nó sẽ là cái động lực rất là lớn đối với tôi. Tuy rằng các bạn cũng biết rồi đấy, hôm nay gặp các bạn, giao tiếp với các bạn thì các bạn đã thấy là tôi rất là mệt. Nhưng cái động lực nào, động lực để các bạn tốt hơn, động lực để các bạn thay đổi cái tư duy của các bạn, thì cái bài học này nó sẽ giúp ích cho cái công việc làm bài assignment của các bạn nhé. Chúc các bạn thành công.